Like a Hellcat. Chào các bạn đến với mình là HM đây. Hôm nay mình sẽ chơi một cái map Skyblock nha. Hình như mới vô mình đã được cái gì đây nè các bạn. Sao có bộ giáp này vậy? Kinh. Trời ơi đủ thứ luôn. Đó. Ôi. Thế giới địa ngục với The End nữa kìa các bạn. Trời ơi. Ngon, vậy là ngon hết cỡ luôn. Nè. Rồi. Chỉ có mấy thế giới đây thôi. Rồi đầu tiên mình sẽ chặt cây. Cây. Coi chừng rớt rồi. Hên quá. Sao rớt lắm các bạn ơi. Chặt. Ui rồi ui. Đừng có rớt nha. Đừng có rớt các bạn. Ui xa. Chặt hết chỗ đây luôn. Mình chặt cái này nữa xong rồi. Ủa trên kia có gì kìa các bạn. Mặc kệ. Ủa cái đen. Tờ heo. Rồi mình sẽ chơi tàu gỗ. Nói không với gian hết bệnh. Nói không với gì. Ôi mình làm cây quay làm gì ta. Kinh vậy. Cây quay làm cái gì. Dục cây quay luôn đi. Còn đi qua chỗ nào ta. Bên kia có lava luôn. Còn mình cần đi qua cái ruộng kia các bạn. Một cái ruộng. Đi qua cái ruộng kia. Đi qua cái ruộng kia. Đi qua cái ruộng kia. Nước nó chảy lòng he luôn. Cũng hơi gần đây. Sắp tới rồi. Sắp tới rồi các bạn ơi. Ôi sắp tới rồi. Đi các bạn ơi. Trời ơi. Dưa hấu rồi. Cái này giống cái ruộng quá. Mình sẽ lấy vài dưa hấu để có đồ ăn ăn. Ui, cái này còn rêu. Ngon. Mình lấy một quả dưa hấu nữa xong. Ok là xong rồi các bạn ơi. Rồi đi hãy. Trời. Ôi rồi. Đến xem. Hôm nay có gì không nha các bạn. Các bạn ơi, để mình sẽ đi xung quanh nha. Ok các bạn thì mình đang chuẩn bị đi qua kia để đổi đồ với mấy ông kia nè. Ui trời ơi. Nãy mình quên đổi đồ với mấy ông kia nữa các bạn. Và nếu các bạn thích video này đừng quên cho like, share và đăng ký nha để mình đổi đồ nha. Đổi đồ coi chút coi. Giấy. Đấy là cái lát nha các bạn. Ôi trời ơi. Rồi là chỗ này thôi các bạn. Đi thôi. Đổi đồ với mấy ông kia. Ah.
Không đâu, anh đâu có chưa các bạn. Ông này sao? Cho chú rửa đồ coi. Rồi. Ngon. Ngon đấy, ngon đấy. Thì các bạn mình định đi. Ôi trời tối rồi rồi ơi. Nhìn thế nhờ. Hình như trên kia có còn đảo á. Đi qua hai cái hòn đảo này ra các bạn. Hai hòn đảo này nè các bạn. Hòn đảo The End với hòn đảo địa ngục. Đi các bạn ơi, let's go. Trước tiên đi đi qua thì mình còn lấy thêm gỗ. Gỗ một chút xíu. Xíu cũng được nữa. Đi thôi. Let's go. Nên đi qua chỗ này. Ơi các bạn, mình đi qua bển với bên kia không có gì hết các bạn. Tèo lên chảnh nè các bạn. Rồi đi chui lên chảnh kìa các bạn. Rồi rắp hết video rồi. Đi lên chảnh nè các bạn ơi. Lên rồi ơi. Hoàng hô. Hoàng hô. Rồi ơi. Tận cùng của thế giới. What the hell? Kim cương, kim cương. Ngon. Cái cha. Ngon nè. Mày nó nhỏ. Nhỏ nè. Em ơi rồ. Chết 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 chết. Chui rồi ôi em ơi rồ. Trời ơi cuối cùng mình cũng được chọn em ơi rồ rồi. Thì đây là. Trời ơi, ngon rồi. Đây. À, mình có đâu có. Úi xôi, mình được tặng một bộ giáp kim cương. Mình có giáp rồi các bạn. À. Yes, yes. Ôi trời ơi, kim cương ngon. Anh vái cái đấy. Ngon vái cái đấy. Vá chờ em rồi luôn. Ngon các bạn ơi. Server. Rồi nếu như bạn thích video này đừng quên bấm like, share, đăng ký nha. Rồi ơi, bây giờ tạm biết các bạn. Quán hô.